Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bạn về một sàn giao dịch có tên là T-Dex và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký, hoàn thành KYC cũng như là làm những cái nhiệm vụ để có thể nhận được chương trình Airdrop lên tới 20 USD từ cái sàn giao dịch rất là uy tín này nhá. Sàn T-Dex thì các bạn có thể kiểm tra ở trên CoinMarketCap, nó đã được list rồi nhá và khối lượng giao dịch của nó là 24 triệu đô trong vòng 24 giờ. Khá là cao thì các bạn có thể xem đây này, các bạn có thể search T-Dex này thì các bạn sẽ thấy được là hiện tại nó đang đứng xếp hạng ở vị trí thứ 149 ở trên bảng xếp hạng tất cả những cái sàn giao dịch ở CoinMarketCap nha. Ok, thì mình sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn về chương trình Aerobe đến từ cái sàn giao dịch này. Thì khi các bạn đăng ký này, hoàn thành KYC này, tạo một cái lệnh nạp tiền tối thiểu là 20 đô và theo dõi tất cả những cái kênh social network của nó thì các bạn sẽ nhận được 200 cái đồng coin sàn TDX giá trị là 20 USD. Và ngoài ra thì các bạn sẽ có thể là tham gia giới thiệu đến bạn bè cũng như là những người đăng ký hoàn thành thì bạn sẽ nhận được thêm là 70 TDX nữa. Đấy, các bạn có thể dịch ra nhé. Và 30 TDX cho mỗi người dùng đáp ứng điều kiện của Aerobe, người mà bạn sẽ mời giới thiệu được mời, tức là cái người mà các bạn giới thiệu thêm người nữa thì các bạn sẽ nhận được thêm 30 token coin sàn TDX trị giá 3 USDT. Đấy thì nó sẽ phân phối tổng là 2 triệu token nhá. 2 triệu token TDX và nó sẽ phân phối cho đến hết cái số lượng. Và đây là những cái đối tác của sàn thì nó cũng rất là ghê gớm nhé các bạn. Đấy, BSC Pass này, ETH Pass. Đó. Nói chung là các cái đối tác cũng khá là nổi tiếng. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể đăng ký và KYC tài khoản cũng như là thực hiện các cái thao tác để có thể đủ điều kiện nhận phần thưởng nhé. Các bạn nhấn vào phần đăng ký này. Ở đây thì chúng ta sẽ chuyển sang tiếng Anh cho nó dễ dùng nhé. Các bạn nhấn vào. Các bạn nhấn vào phần Aerobe này, các bạn nhấn vào cái nút nút này để các bạn có thể đăng ký. Đầu tiên chúng ta sẽ nhập email. Sau đấy các bạn nhập mật khẩu. Sau đấy các bạn tích vào đồng ý với các điều khoản và các bạn nhấn sign up. Thì các bạn kéo cho nó khớp vào cái lệnh cấp trả của nó nha. Ok, sau khi mà nó báo thành công thì các bạn sẽ check cái email để có thể điền code vào. Chúng ta chưa thấy mail đúng không? Thử check ở cái thư mục thùng rác xem như thế nào. Có thể nó sẽ hơi lâu một tí thì các bạn chờ đợi xem như thế nào nhé. Ok, mail đã về này. Các bạn click vào, các bạn copy cái code này. Sau đấy các bạn paste vào. Đấy, thì chúng ta sẽ đăng nhập được vào nhé. Các bạn đăng nhập vào theo cái email và mật khẩu mà các bạn đã đăng ký. Ta kéo cái captcha cho nó khớp vào hình này. Ok, thì chúng ta sẽ có được cái giao diện của sàn. Đây chính là cái giao diện của sàn nhé. Giao diện này khá là mượt mà và nhìn nói chung là nó nhìn không bị rối. Đấy. Thì các bạn vào cái mục profile này cho mình để chúng ta tiến hành KYC tài khoản. Thì tiến hành KYC thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn nhấn vào phần Start Verification này. Chúng ta sẽ phải làm đủ các cái bước selfie này, upload tài liệu này, ấy, điền cái địa chỉ info này, ok, thì các bạn sẽ điền nhé. Thứ nhất là tên của các bạn, thứ hai là
họ của bạn và thứ ba là tên đệm của bạn. Sau đấy các bạn điền ngày sinh này, tháng này, và năm sinh này các bạn này. Đấy, các bạn chọn giới tính của mình. Sau đó các bạn nhấn vào đây, không có dấu cách, các bạn nhấn next cho mình nhá. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ nhập cái quốc gia này. Thứ nhất là country, country thì các bạn điền tất nhiên là chúng ta Việt Nam rồi, đúng không? Đấy. Sau đấy thì các bạn điền city này, số nhà này. Đấy. Và cái apartment này, apartment chúng ta thử dịch xem nó là cái gì nhé. Cái này các bạn điền thành phố các bạn ở này, địa chỉ mà các bạn đang ở này, số nhà của bạn này. Đấy. Căn hộ không biết là điền kiểu gì nhỉ? Thì các bạn cứ điền số nhà vào cũng được. Đấy. Zip code này nếu như bạn nào không biết ấy thì các bạn sẽ lên Google ấy, các bạn lên Google. Các bạn search ví dụ các bạn ở Hà Nội đó, các bạn search là zip code Hà Nội này. Thì nó sẽ hiện một cái bảng mã để các bạn có thể là tham khảo và điền vào. Đây thì các bạn có thể xem zip code ở Hà Nội này. Đó, nó sẽ có các quận này, ví dụ các bạn quận Cầu Giấy đúng không? Các bạn điền vào. Đấy, quận Cầu Giấy này. Rồi ở đâu thì nó sẽ có những cái phần để các bạn copy vào nhá, các bạn paste vào. Đấy. Đoạn này thì có thể là nó sẽ không chúng ta điền 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 dấu là không được. Không có dấu, chắc chắn là nó sẽ yêu cầu không có dấu rồi. Đấy. Các bạn điền vào không có dấu nhá. Sau đấy các bạn nhấn vào nút next này. Ok chưa ạ? Sau đó các bạn nhấn next này. Thì nó sẽ có ba cái loại tài liệu mà các bạn có thể upload lên. Một là passport, tức là hộ chiếu. Hai là chứng minh nhân dân. Và ba là bằng lái xe. Thì các bạn có tài liệu nào thì các bạn upload cái tài liệu đấy để hoàn thành cái bước KYC nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ lựa chọn là passport. Đấy. Thì các bạn upload cái mặt trước của passport của bạn lên bằng cách nhấn vào nút upload file này. Sau khi các bạn upload tài liệu, các bạn nhấn confirm nhé. Đấy, tiếp theo này, nó sẽ yêu cầu chúng ta chụp một cái ảnh selfie bao gồm cầm cái tài liệu của chúng ta và có cái ở đây mờ quá nhỉ, không biết zoom kiểu gì cho nó to lên tí nhìn cho nó dễ. Đây, bạn có thể thấy này, bao gồm dòng chữ ti đất, tên sản của nó, ngày và chữ ký của bạn. Đấy, hai phần. Các bạn cầm bức ảnh passport này và cầm một tờ giấy có ghi dòng chữ ti đất này, ngày mà các bạn KYC này và chữ ký. Sau đấy các bạn upload file lên nhá. Ok, sau khi các bạn upload thành công lên ấy thì các bạn nhấn vào confirm để hoàn tất cái việc xác minh của chúng ta nhá. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là progress, tức là nó đang trong quá trình xét duyệt cái tài khoản của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ làm những bước tiếp theo để có thể tham gia vào chương trình Aerobe nha. Tiếp theo là các bạn cần phải nạp tiền lên tài khoản đúng không? Các bạn nạp tiền lên tài khoản thì các bạn có thể nạp bất kỳ một cái đồng nào ở trên cái sàn này.
miễn là nó có trên sàn và miễn là nó tối thiểu số tiền của nó là 20 đô thì bạn có thể nên nạp khoảng tầm 21 đô, hơn 20 đô một tí để mình không bị bắt bẻ, không bị sàn nó bắt bẻ anh em. Ở đây thì mình sẽ nạp cái đồng BUSD nhá. Mình sẽ lấy ấn vào phần deposit này. Mình sẽ nạp không được rồi. BUSD không được anh em ạ. BUSD nó là ERC20 không được không được. Có thể là lấy Tron nhỉ ạ. Tron có không nhỉ? Đây, Tron Tron Tron. Tron đã bị disable à? Eo khoai nhờ. USDT được không? USDT này. Chúng ta sẽ chọn. Các bạn nạp bằng BEP20 cho mình nha. BUSD nó lại không cho ấy à. BUSD thì chỉ có ERC thôi, ERC thì không ổn nhỉ. Thế chúng ta sẽ nạp bằng đồng USDT nha. USDT này. Các bạn chọn mạng là BEP20 này hoặc là TRC20 thì cái chi phí giao dịch của nó rẻ. Đấy. Mình thì mình sẽ dùng BEP20 nhá. Đấy, mình copy cái địa chỉ ví này, mình sẽ gửi tiền vào cái địa chỉ ví này. Thì mình sẽ rút ở trên sàn Binance sang nhé. Ở trên sàn Binance thì mình đã chuẩn bị sẵn 21 USDT rồi. Mình sẽ rút toàn bộ số lượng tiền này sang sàn T-DEX để làm nhiệm vụ nhé. Thì các bạn có thể rút bất kỳ ở chỗ nào. Các bạn có thể mua ở trên các cái ví MetaMask hoặc là ví Trust Wallet hoặc là ví Tron Link của các bạn ấy để các bạn nạp lên thôi. Miễn là nạp bằng USDT và đủ số tiền đấy. Các bạn chọn mạng này. Chọn mạng là BSC như ban đầu, như lúc đầu chúng ta đã chọn nha. Đúng chưa? Sau đó các bạn mình sẽ chọn tối đa thì các bạn sẽ thấy này nó sẽ trừ một ít phí, miễn là vẫn là hơn 20 USDT rồi, đúng không? Ở đây mình nạp 20.3. Đấy, các bạn nhấn vào rút. Đây cho rút gọn lại chút đi. Đấy. Các bạn nhấn xác nhận. Tiếp tục. Các bạn nhập cái bảo mật của bạn vào để rút tiền nha. Ok, sau khi các bạn nạp tiền lên thì các bạn vào phần balance để kiểm tra cái số dư. Các bạn thấy là mình đã nạp tiền thành công rồi này. Và một thông tin nữa là cái sàn này nó hoạt động từ năm 2018 cơ các bạn ạ. Và nó cũng là một sàn khá là uy tín. Thế nên là các bạn yên tâm khi bạn tham gia vào chương trình Aerobe của thằng này nhá. Mình sẽ cố gắng update thông tin sớm nhất cho các bạn. Còn về cái token ấy thì có thể là chúng ta sẽ đợi đến ngày 25 tháng 5 thì chúng ta sẽ mới được phân phối token và có thể giao dịch nhá. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn về cái chương trình Aerobe rồi. Ngoài ra thì các bạn có thể copy invite link ấy, tức là cái link mời của bạn ấy ở phần Aerobe này. Các bạn vào phần copy invite link này, các bạn copy để có thể mời thêm bạn bè cũng như những người đăng ký sử dụng khác để có thể nhận được thêm cái phần thưởng đến từ chương trình Aerobe của thằng này nhá. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video. Mình sẽ giải đáp giúp cho anh em nhé. Chúc cho em kiếm được thật nhiều coin và kiếm được thật nhiều tiền. Nhớ nhá, nhấn đăng ký, nhấn quả chuông để luôn được update những dự án mới nhất và uy tín chất lượng đến từ channel của Tiến Sư Phụ. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.